thôi nhá. Từ từ, từ từ, check in cái, chụp, chụp xong rồi xuống, chụp xong xuống sau. Mọi người có đi như chế tạo không? Đi. Lên. Hỏi câu chốt luôn rồi đấy. Thôi mẹ. Ông đi được không? Quay ra, quay ra, quay ra. Quay đi, quay đi. Lên. Anh không vượt. Có thằng ngã tỉnh ngôi. Nên tốt, qua đã rảnh biết rồi chưa? Có nguyên dùng tự nhiên để mất công. Đây, 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 đây. Chặn xe lại. Ồ. Đi. Để hỏi hỏi đường đấy. Anh ơi cho hỏi đây có phải đường đi Bắc Yên không ạ? Đây đường này. Đường khó. Thật đó. Trên kia có khó như thế này đúng không anh? Giờ qua cái con dốc này đi đường kia là to rồi. Ờ đây đây đi tốt thì tốt. Đi này đi. Dốc lên có một lên nữa ạ. Dốc lên cái này bằng bằng hay bằng bằng đi thôi. Vâng. Đường đường to à? Vâng, cảm ơn anh nhá. Chỉ ở Việt Nam mới có thôi em ạ. Em sẽ đi trước. Em không đi tắt nữa. Tôi đi tắt bảo bị đau ngón chân đấy. Ôm ơi, ôm ở lại.